Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, sáng ngày 1 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulan Bator. Được thành lập năm 1949, đây là một trong những trường liên cấp đầu tiên của thành phố Ulan Bator. Tới năm 1980, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ đã quyết định cho trường phổ thông số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đồng chí chí cốt của cách mạng Mông Cổ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hiện là trường điểm hàng đầu quốc gia, là điển hình cho nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, nơi đào tạo nhiều lãnh đạo và nhân tài cho Mông Cổ. Đặc biệt, nhiều năm qua, trong chương trình giáo dục, trường đã có nhiều hoạt động sáng tạo để các em học sinh hiểu hơn về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như về quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp giáo dục, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa người dân cũng như quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ vừa được thiết lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các thầy cô giáo sẽ luôn sáng tạo, đổi mới tư duy dạy và học để truyền cảm hứng lòng yêu nước tới các em. Các em học sinh cần hăng hái học tập rèn luyện để đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ và thầy cô, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là học sinh trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần để quan hệ hai nước phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng món quà của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho nhà trường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cũng đã trao tặng quà để trường bổ sung trang thiết bị học tập ngay trong năm học mới 2024-2025. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp 10 tổ chức kinh tế tiêu biểu và doanh nghiệp hàng đầu của Mông Cổ do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Dorikhan Tokmidin dẫn đầu. Đại diện các tổ chức kinh tế Mông Cổ vui mừng về những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là các định hướng hợp tác mới được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời cũng chia sẻ những nguyện vọng và muốn tìm hiểu về các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hàng không, khai khoáng, thực phẩm sạch, logistics, du lịch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã giải đáp nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp nêu ra, đồng thời khẳng định việc Việt Nam và Mông Cổ chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Mông Cổ có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác mạnh mẽ về chuyển đổi nền kinh tế số, tăng trưởng xanh với năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, mà điển hình là 10 tổ chức kinh tế hàng đầu của Mông Cổ tham dự buổi gặp gỡ hôm nay đều hoạt động trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Chúng tôi có một cuộc gặp rất thân mật với Tổng thống. Chúng tôi thì cũng rất là hài lòng với cái quan hệ 70 năm qua giữa Việt Nam và Mông Cổ đã đạt được nhiều cái thành tựu quan trọng, đưa hai nước của chúng ta đã gần lại nhau, gắn bó với nhau. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau để hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì cái sự phát triển của hai nước chúng ta và vì cái sự ổn định chung của khu vực cũng như là đóng góp tích cực vào trong cái hòa bình ổn định của thế giới. Tôi khẳng định là nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp Mông Cổ mở rộng hợp tác với Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Mông Cổ kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Chúng tôi coi thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định các bộ ngành của Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành để các doanh nghiệp cùng đóng góp cho sự phát triển kinh tế hai nước. Mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực vì sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường hợp tác logistics để thúc đẩy giao thương. Cũng trong ngày 1 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Mông Cổ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, dù không lớn như các cộng đồng tại một số quốc gia khác và còn gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, trong đó nhiều người đã rất thành công với các mô hình sản xuất kinh doanh mới, được chính quyền sở tại ghi nhận và đánh giá cao. Thông báo với bà con những thông tin cơ bản về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đều đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc và tiếp tục thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội sở tại. Mong muốn cộng đồng sẽ tiếp tục nêu cao lòng tự hào dân tộc, giữ gìn văn hóa Việt Nam và thực hiện các hoạt động hướng về quê hương. Và dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn nỗ lực vươn lên để có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Mông Cổ, là cầu nối quan trọng cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ vừa được thiết lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị cán bộ, nhân viên đại sứ quán làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, phối hợp để triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương và xúc tiến các hoạt động đầu tư thương mại giữa hai nước. Cũng trong chuyến thăm, làm việc với Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Mông Cổ, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mông Cổ và các chính đảng tại Mông Cổ, hoan nghênh các đề xuất nhằm mở rộng quan hệ giao lưu giữa hai bên, cũng như một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng của Mông Cổ. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ phù hợp với lợi ích chung, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Sau đây là các nội dung chính của tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp thông qua các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, nhất trí ủng hộ về mặt chính sách, mở rộng quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước, nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, đẩy nhanh thủ tục đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan, phối hợp đánh giá, dự báo về các vấn đề liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và toàn diện, duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, nghiên cứu các giải pháp phù hợp cải thiện môi trường đầu tư, xem xét ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí đẩy mạnh hiện đại hóa chương trình hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa hai nước về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký năm 2022. Hai bên nhất trí thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận cam kết trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ, trong đó có cơ chế Tiểu ban Khoa học và Công nghệ, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và thông tin truyền thông. Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các hãng hàng không hai nước, tiếp tục nghiên cứu thành lập cơ chế về vận chuyển hàng hóa ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa đã ký giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ. Trong khuôn khổ hiệp định về hợp tác giáo dục và đào tạo, hai bên nhất trí trao học bổng cho sinh viên mỗi nước theo nhu cầu và ngành học. Hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động theo các ngành nghề, lĩnh vực. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thực hiện các chương trình, dự án chung ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất trí nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu về quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế. Hai bên nhất trí quan tâm mở rộng hợp tác về đối phó với đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định tại Biển Đông, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Mông Cổ, chiều ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tới Ireland thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Michael Higgins.